Đây. Cái này. Đúng rồi. Lấy dây co, lấy một dây buộc trước đi. Như thế chả trôi gạch à? Đây, đặt gạch vào đây. Nặng ghê. Mày sắp rơi ấy. Không có cái dây nào gãy thật đấy nhỉ. Em mới chết đây. Đây đi. Trước mình bắt máy đi. Cái này nặng người ta đi từ từ thôi. Không dạ. Ai thì kiếm nó hút được chỗ đấy. Mà ra thì có em sẽ giúp nữa. Thôi đi rồi. Chú Hiệp lên sau. Đang ở trên này ấy. Chú Hiệp trở nặng hơn, chú ấy đi chậm hơn. Chú đi không rồi chú đi nhanh hơn. Mời các bạn nhỏ liên hoan. Đi vào trong nhà đi, con bóc kẹo cho các bạn đi. Lớn quá nhá. Thấy chưa? Việc là sắp xong chưa? Rồi, nay là tận dụng lại gạch của nhà Xí Ngọc mọi người ạ. Gạch dư một xíu nhưng mà sẽ bê xuống đây luôn để đỡ phải mua nhiều. Hôm nay là anh em thấy khung cứng là gần xong rồi đấy. Tuy nhiên thì hôm qua nó lại mưa mọi người ạ. Xin chào các bạn, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Đào Dương Mạch. Hiện tại đang có mặt ở nhà của
máy nữa. Hôm nay thì tiếp tục là nhập tới và hôm qua anh em mình có vào để xem qua công trình xem tiến độ thế nào rồi. Tính ghi hình trong khi khán giả, tuy nhiên hôm qua lại trời mưa nên là cũng không ghi hình, bởi vì là trời mưa thì anh em cũng lại nghỉ. Con đường này thì mưa phải nắng phải 2-3 ngày thì tiếp tục mới vật liệu vào được. Thì kết hợp chuyến cuối thì giáo hiệp cũng sẽ mang gạch ốp lát các thứ, rồi là cả tôn sắt nó kia, bởi vì là hiện tại còn thiếu khoảng 150 viên gạch nữa ở phía đằng sau, phải thiếu một chút nữa. Rồi vậy là anh em chắc trước rồi, nếu như có gạch thì sẽ hoàn thiện nốt cái đấy, gọi là cái bít thôi, lỗ giáo các thứ thôi. Đấy, đấy thì sẽ trang trí một xíu mọi người. Nhưng mọi người đang thấy là như với vợ đang đào cái dãy được phút. Ngoài ra thì hôm nay cũng có một cái thùng quà hoặc một cái món quà nhỏ dành cho hai vợ chồng vui nữa, chúng nữa thì sẽ chia sẻ. Không sập được đâu. Cái móng này là sợ mà cố cẩn thận thì tốt hơn. Cố nước luôn thế. Ô, thế là ăn như cá rồi xuống đi. Lúc kia là thùng hết rồi à? Là từ một lúc thôi, đi liên tục không được đâu. Đi liên tục thì hết bể luôn. Thì chỗ này thùng ướt hết vỡ rồi. Tắt cái nguồn rõ ngó bò mì, nó đang đất ăn liêu lơ. Cái gì? Đây là đang phụ đã xử đi. Đấy, cái này đang xử dân số à? Gần chát thì phải nhanh rồi nhỉ, tranh thủ. Đây, hiện tại còn thiếu 1-2 hàng chỗ này thôi. Còn thiếu mỗi cái vỉ ruồi này vào tầm 20 viên nữa và cái khu vực này nữa thôi. Em xong nhẹ nên là em chắc dần ngày mai, nếu mà ngày mai không nắng thì mới cho vật liệu lên được, không mưa thì mới cho lên được, phải mưa thì lại khóc cô không biết làm thế nào. Chắc là phải rong phước ra đấy, nếu không thì cong thì như thế nào. Đây vướng chỗ móng con đấy này. Ví đổi bê tông, cố gắng để lọt cái ống là được, còn những cái khác thì không lo. Rồi xúc lại xúc vào trong này. Là quan cột thả nó. Ra cái cột thì nó chỉ là cái phần trang trí của anh em mình làm thêm thôi. Phát sinh ra để cho nó trang trí mặt tiền đẹp hơn một chút thôi. Cũng ngoài ra thì để thay thế một cái cột ở đây đưa cho cái phần mái. Nhà này thì mái anh em mình đưa ra một chút thôi. Cả đằng sau nữa cũng sẽ tương tự. Làm sao để nó đưa ra mái hiên cho thoải mái là được. Mua xỉ mét rong này mua chẳng hả? Thank you.
ốp là ốp hả thì lên mấy hộp thì là suy chết ốp ấy, ốp thường ấy không có kiếm chỉ có kiếm nhưng mà chỉ có kiếm lắm có gì lại cả đủ lại không cái cách ốp ốp tương mà ừ chỉ có kiếm có gì một hộp thì cũng là còn một hộp thôi đào nằm hộp nằm viên là tết kiếm bao nhiêu nhìn kiếm sương gió người ta nhìn thấy lắm cái gì luôn cái gì cân nhắn hình khổ chỉ rót tiền em tập lên giang ô đi đi hướng luôn hướng sao đi hướng 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 Alo. Alo, 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 alo. Lắng luôn. Ôi, mưa quá. Đang loa luôn. Nào đủ nó đi. Bởi. Dù khăn bây nhiên mai đây, ít tìm tao ba tỏ. Chẳng tên đủ ít ăn đây. Mà thế, phải mô hay xe mít xe áp tao. Mô mê lên cả. Mô mê lên, con lên con tỏ con đi. Ơi. Thế là tôi vẫn tên một cái tỷ ơn đi bác. Đấy, ơn đi mà. Sao tự đang học có nhìn là cái chiều nó gọn để gõ biển mất nó cái này